Sự kết hợp của sản phẩm gốm sứ và vàng tạo nên tuyệt phẩm sứ cao cấp. Tuy nhiên, để có một sản phẩm vẽ vàng hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải mất rất nhiều thời gian, công sức và kỹ thuật để hoàn thiện. Sau khi vàng được hóa lỏng bởi dung dịch chuyên biệt, người nghệ nhân dùng bút lông vẽ trực tiếp trên gốm mộc. Tiếp đến, sản phẩm được tô mình trong lửa đỏ, vàng theo đó mà bám chặt, in hẳn trên bề mặt gốm, mãi bền đẹp với thời gian. Gốm sứ vẽ vàng không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho không gian trưng bày mà còn đem đến giá trị phong thủy cho chủ sở hữu.